Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình thứ tư ngày 20 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý sau. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc gia nhập Công ước Istanbul năm 1990 về chế độ tạm quản hàng hóa. Xăng tăng giá lần thứ 5 liên tiếp kể từ 15 giờ chiều nay. Sau khi chương trình thời sự phản ánh tình trạng ô nhiễm nhếch nhác tại đường Nguyễn Thái Học, con đường nằm ngay giữa trung tâm quận Hải Châu, cơ quan chức năng đã lên tiếng. Tin quốc tế, Tổng thống Mexico gửi thông điệp trên cả nước nhằm trấn an người dân sau thảm họa động đất mới nhất, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh, chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh trong thời gian qua. Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cần đổi mới tư duy, giải pháp và cách thức thực hiện nhiệm vụ xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, nâng cao năng lực nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ có tính năng kỹ thuật cao. Các thành viên ban chỉ đạo, các bộ ngành tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh triển khai thực hiện các chương trình, quy hoạch, kế hoạch về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự buổi quyên góp của Văn phòng Chính phủ ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10 gây ra. Trước đó, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cũng ra lời kêu gọi các tổ chức cá nhân, các tầng lớp nhân dân ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10. Đợt vận động sẽ kéo dài đến hết tháng 10. Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 14 sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc gia nhập Công ước Istanbul năm 1990 về chế độ tạm quản hàng hóa. Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc Việt Nam gia nhập Công ước Istanbul về tạm quản hàng hóa. Đối với việc ban hành nghị định hướng dẫn thực hiện Công ước Istanbul, nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến theo quy định tại Điều 95 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề xuất ký bản ghi nhớ về thực hiện thu hoạch sớm hiệp định tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các tiểu vùng Mekong mở rộng. Sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng tổ chức buổi tham quan Trung tâm Báo chí Quốc tế cho Đoàn Báo chí thành phố Đà Nẵng sẽ tác nghiệp tại sự kiện. Hoạt động này nhằm mục đích kịp thời tổ chức truyền thông cung cấp thông tin tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 đầy đủ đến các cơ quan báo chí, góp phần tuyên truyền và quảng bá hình ảnh của thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, Trung tâm Báo chí phục vụ công tác truyền thông cho tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 đã hoàn thành. Dự kiến cuối tháng này sẽ hoàn thiện tất cả hệ thống cơ sở vật chất bên trong để bàn giao cho Trung ương. Trong đó, khu vực phục vụ báo chí được chia làm 3 khu. Tầng 1 gồm khu vực sảnh chính, khu làm việc chung cho phóng viên, khu vực làm việc riêng của các cơ quan báo chí. Tầng 2 gồm phòng trực điều hành hoạt động của phóng viên và các phòng phục vụ hậu cần. Tầng 3 gồm phòng họp báo, phòng thư ký văn kiện. Dự kiến Trung tâm Báo chí phục vụ công tác truyền thông cho tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 sẽ chính thức hoạt động kể từ ngày 3 tháng 11 tới. Hướng đến tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới, Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về sự kiện, trong đó tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của tuần lễ cấp cao APEC, sự chủ động đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng của Đà Nẵng trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm quốc phòng, an ninh, lễ tân, hậu cần, phục vụ các sự kiện của tuần lễ cấp cao. Ngoài ra tiếp tục tuyên truyền để người dân doanh nghiệp hiểu được ý nghĩa, cơ hội mà sự kiện này đem lại cho Đà Nẵng để góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra thế giới.
Thưa quý vị, năm APEC 2017 mang đến cho Đà Nẵng rất nhiều cơ hội lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư, trong đó có đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Vậy chính quyền và ngành nông nghiệp thành phố đã chuẩn bị gì để thu hút các nhà đầu tư trước thềm sự kiện quan trọng này? Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đáng chú ý nhất phải kể đến 7 vùng quy hoạch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt nằm trên địa bàn huyện Hòa Vang. Cụ thể là 2 vùng trồng rau, dược liệu tại xã Hòa Ninh, Hòa Phú, 2 vùng chăn nuôi khép kín áp dụng công nghệ cao tại xã Hòa Khương và Hòa Bắc, 2 vùng sản xuất rau an toàn tại xã Hòa Khương và Hòa Phong, vùng nuôi trồng thủy sản nước lợ, tôm cua tại xã Hòa Liên. Tổng cộng có khoảng 440 ha diện tích đất đã được quy hoạch. Tính đến nay, cơ sở hạ tầng nông nghiệp tại các vùng quy hoạch trên đã hoàn thiện trên 90%, sẵn sàng đón đầu các dự án đầu tư lớn nhỏ. Phát triển nông nghiệp theo hướng là nông nghiệp công nghệ cao. Thì hiện nay thì thành phố cũng đã có cái chủ trương xây dựng được có 7 vùng nông nghiệp công nghệ cao. Thì chúng tôi sẵn sàng đón đầu và tiếp nhận các cái dự án này thì để làm sao cho những người dân ở khu vực được hưởng lợi. Cái nữa là liên quan lĩnh vực này thì chúng tôi cũng có cái chương trình đột phá về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cụ thể là năm 2016 thì chúng tôi đã xây dựng nhiều cái mô hình điểm, mà tập trung là 2 cái mô hình điểm ở xã Hòa Ninh và ở xã Hòa Phú. Bên cạnh đó, theo quyết định, chủ trương của Thành ủy và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhiều mức hỗ trợ có thể lên tới trên 70% tổng giá trị đầu tư của dự án, tùy vào điều khoản mà chính sách quy định. Cái đầu tiên là chúng ta muốn xây dựng một cái cơ chế chính sách, tức là tạo điều kiện giống như là người ta từng nói là rải thảm để cho các nhà đầu tư vào. Thì cơ chế chính sách để đầu tư vào nông nghiệp cao thì đã được trình và được Hội đồng Nhân dân đã ra cái nghị quyết. Thì đây là cơ sở. Thì nếu như mà các nhà đầu tư nào mà vào đây thì hưởng được chính sách như vậy. Thì các chính sách này thì nó nhiều mặt, về đất đai rồi về vốn vay rồi về giống vân vân. Thì mọi vấn đề thì nó cũng khá thuận lợi. Nếu như nhà doanh nghiệp nào mà vào chấp nhận được này thì sẽ được hưởng các chính sách này. APEC 2017 thực sự là cơ hội lớn của Đà Nẵng để thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Từ nay cho đến ngày diễn ra sự kiện này không còn nhiều. Vì vậy, chính quyền, ngành nông nghiệp thành phố đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón nhận các dự án đầu tư sắp đến. Tiếp tục chương trình thời sự với các tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Liên Bộ Công Thương Tài chính chiều nay đã công bố việc điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ. Theo đó, sau khi trích lập và xả quỹ bình ổn, giá xăng RON 92 được tăng 319 đồng một lít, lên mức tối đa 18.111 đồng một lít. Xăng E5 tăng 297 đồng một lít, lên 17.836 đồng một lít. Các mặt hàng xăng dầu diesel tăng 491 đồng một lít, lên 14.441 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 568 đồng một lít, lên 13.115 đồng một lít. Và dầu mazut tăng 388 đồng một kg, lên 11.536 đồng một kg. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá bán lẻ xăng trong nước đã trải qua 17 kỳ điều hành, trong đó chỉ có 7 lần giảm giá, còn lại là tăng giá hoặc giữ nguyên. So với đầu năm, giá xăng đã tăng thêm hơn 2.100 đồng một lít. Theo đề án sắp xếp và hình thành các khoa trường thành viên mới, Đại học Đà Nẵng sẽ có Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Bên cạnh đó còn có Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng, Viện Công nghệ Quốc tế Đà Nẵng. Với nền tảng trên, Đà Nẵng sẽ là trung tâm đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông lớn nhất, tập trung nhất tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Để nguồn nhân lực trong tương lai sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu hội nhập của thị trường lao động cạnh tranh mang tính khu vực và quốc tế, cũng như những đòi hỏi và thích nghi với các tác động không tránh khỏi của cách mạng công nghiệp 4.0, việc đào tạo ngoại ngữ, tin học và kỹ năng mềm cho sinh viên sẽ được Đại học Đà Nẵng tăng cường nhiều hơn trước. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tư pháp Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai luật trẻ em năm 2016. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung chủ yếu của luật trẻ em năm 2016 như khái niệm trẻ em, nguyên tắc thực hiện quyền trẻ em và những hành vi bị nghiêm cấm, các quyền và bổn phận của trẻ em,
việc bảo đảm thực hiện chăm sóc và giáo dục trẻ em, bảo vệ trẻ em, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền trẻ em. Sau hội nghị này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp phối hợp với các ban ngành liên quan của các tuyến cơ sở xây dựng kế hoạch tập trung cao điểm tuyên truyền, phổ biến luật trẻ em một cách sâu rộng, lồng ghép thực hiện các mô hình thiết thực, phù hợp thực tiễn địa phương. Hội Cựu Chiến binh Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường và khen thưởng 21 tập thể và cá nhân tiêu biểu. Theo đánh giá tại hội nghị, điểm nổi bật của phong trào này là đã nhân rộng thành công mô hình câu lạc bộ môi trường, chọn câu lạc bộ làm nòng cốt chủ đạo để thu hút hội viên và nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, được Trung ương Hội đánh giá cao. Trong 5 năm, cựu chiến binh thành phố đã được Bộ Tài nguyên Môi trường tặng 2 giải thưởng Môi trường Việt Nam và công nhận đơn vị tiên tiến xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015 cùng nhiều bằng khen. Dịp này, Hội Cựu Chiến binh thành phố đã tập huấn công tác bảo vệ môi trường và công tác vốn vay ủy thác năm 2017. Thưa quý vị, như chúng tôi đã phản ánh trong chương trình thời sự trước, đường Nguyễn Thái Học, con đường nằm ngay giữa trung tâm quận Hải Châu, mỗi ngày ước có hàng ngàn khách du lịch qua đây. Thế nhưng đã để tồn tại tình trạng ô nhiễm và nhếch nhác, hành vi tiểu tiện kém văn hóa diễn ra thường xuyên. Vậy cơ quan chức năng nói gì? Nếu ai đi ngang qua tuyến đường Nguyễn Thái Học, nằm trên địa bàn phường Hải Châu 1, có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh kém văn hóa và đáng xấu hổ này. Thế nhưng, lãnh đạo phường Hải Châu 1 lại cho rằng, tình trạng này rất ít khi diễn ra. Sự phạt về cái văn hóa văn minh đô thị đối với lại cái nghị định 155 về cái môi trường thì rất là cao. Mà qua kiểm tra thì hiện nay mật phục nhiều lần nhưng mà chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm trên tuyến đường đó. Và chủ yếu là người ta vi phạm vào những cái lúc mà khi cái lực lượng tuần tra nó không có. Thì chính vì vậy cho nên phường cũng là cái tổ chức cái mật phục mà chưa phát hiện ra cái hành vi nào vi phạm. Theo nghị định 155 của chính phủ, hành vi vệ sinh cá nhân, đại tiện, tiểu tiện không đúng nơi quy định sẽ phạt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Hành vi vứt bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định sẽ phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. So với trước đây, các mức phạt này đều tăng từ 5 đến 10 lần. Lãnh đạo phường Hải Châu 1 thừa nhận, quy định xử phạt như vậy là đủ mạnh để răn đe, song chưa xử phạt trường hợp nào vì chưa phát hiện. Qua cái kiểm tra thì hiện nay khu vực đó cũng chưa có nhà vệ sinh. Chúng tôi có cắt cử 2 các đồng chí thường xuyên và các theo ca, mỗi ca là 2 đồng chí là thường xuyên tuần tra và cái xử lý cái vi phạm trên cái tuyến đường đó. Ngoài ra vào những giờ, ngoài giờ chúng tôi có cái lực lượng tuần tra 8394, ban đêm cũng có cái mặt phục. Nếu phát hiện thì chúng tôi sẽ tiến hành xử lý theo quy định. Không đúng như lời của lãnh đạo phường Hải Châu 1, phía đối diện đường Nguyễn Thái Học đã có nhà vệ sinh công cộng của thành phố. Vậy nhưng con đường vẫn nhếch nhác và bẩn thỉu. Riêng với cái hành vi mà xử phạt, hành vi tiểu tiện đại tiện ấy, thì hiện nay là quận chỉ tuyên truyền nhắc nhở, chưa xử phạt. Vì sở dĩ mình vì sao mình chưa xử phạt? Vì cái nghị định 155 thì đã có, tuy nhiên là cái biện pháp chế tài khi mà phát hiện người dân có hành vi đó thì xử phạt mà người ta không chấp hành, đa số là người dân lao động thì chế tài khó. Cái thứ hai nữa là những cái nhà vệ sinh công cộng mà để phục vụ cho người dân là chưa nhiều, nên là cái đó là trước mắt là quận chỉ tuyên truyền nhắc nhở người dân. Đường Nguyễn Thế Học là nơi đón trả khách du lịch vào trung tâm thành phố tham quan mua sắm. Họ sẽ nghĩ gì khi bắt gặp những hình ảnh kém văn minh như thế này? Chuyện tưởng nhỏ nhưng không hề nhỏ. Điều này sẽ làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh Đà Nẵng trong mắt du khách du lịch xa gần, đi ngược lại chủ trương xây dựng thành phố Bốn An và năm văn hóa văn minh đô thị của thành phố Đà Nẵng. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang tổ chức hội nghị triển khai đề án xây dựng nông thôn mới huyện Hòa Vang giai đoạn 2017-2020. Thưa quý vị, hội nghị đã cùng thảo luận và đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Hòa Vang. Trên cơ sở đó đã đưa ra các giải pháp và nhiệm vụ cụ thể nhằm hoàn thành các tiêu chí, bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo. Nhiệm vụ trọng tâm mà huyện đề ra là tập trung nguồn lực cho 17 thôn trên địa bàn huyện thực hiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Từ nay đến cuối năm 2018, phấn đấu đưa Hòa Tiến và Hòa Châu trở thành hai xã được thành phố tái công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời tiếp tục thực hiện đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí,
phát triển cơ sở hạ tầng, chú trọng quy hoạch lại bộ mặt huyện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hòa Vang vừa thành lập và ra mắt Ban Tư vấn Dân chủ, Pháp luật và Cộng tác viên Dư luận xã hội. Theo đó, Hội đồng Tư vấn Dân chủ, Pháp luật có 9 thành viên, hoạt động theo phương thức tự nguyện, tự nghiên cứu, tham mưu Ban Thường trực Mặt trận huyện về công tác vận động nhân dân, các quyền dân chủ, tập hợp, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong các hoạt động tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện xã hội. Dịp này, Mặt trận huyện Hòa Vang thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội với 16 thành viên thuộc các ban ngành, đoàn thể của huyện và 11 xã. Thưa quý vị và các bạn, mới đây người dân thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang có thêm một niềm vui mới khi hệ thống điện chiếu sáng công cộng dài gần 1.400 mét đã về tận đường thôn, giúp bà con nhân dân nơi đây đi lại dễ dàng, thuận tiện hơn vào ban đêm, ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau hơn một tháng triển khai thực hiện, đến nay hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang đã hoàn thành. Công trình có chiều dài gần 1.400 mét, được lắp đặt tại hai trục đường chính của thôn. Tổng kinh phí xây dựng là hơn 400 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, đoàn khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng. Đây là một cái công trình hết sức ý nghĩa, mang đến cho bà con khu vực Hồ Trình cũng như con Phú Túc một cái ánh đèn ban đêm. Qua đây thì giúp bà con trong cái việc mà nâng cao cái đời sống văn hóa tinh thần của người dân, tạo ra cho điều kiện cho bà con là đi lại cũng như đảm bảo các an ninh trật tự trên cái địa bàn khu vực thôn Hồ Trình. Sau khi đi vào hoạt động, hệ thống điện này đã được bàn giao cho công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng thành phố. Người dân không phải trả bất cứ một khoản chi phí nào cho việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng công trình này trong tương lai. Đây là một trong những công trình thanh niên nhằm xây dựng một cái công trình nó thực sự ý nghĩa và thực sự thiết thực, chia sẻ một phần cái khó khăn cũng như là cái chia sẻ cái khó khăn gian khổ của bà con tại các địa bàn vùng khó khăn. Bà con rất vui mừng phấn khởi được tiếp nhận cái công trình này, là bà con thấy là trước đây là nói chung cái khoảng cách giữa thành thị với nông thôn còn xa lắm. Nhưng hôm nay với được tiếp nhận cái công trình này thì bà con cảm thấy là chích lại gần nhau hơn, mà đặc biệt là tức là được công trình điện hôm nay thì góp phần thực hiện chương trình bảo an của thành phố. Trước đó vào năm ngoái, tuổi trẻ đoàn khối các cơ quan Đà Nẵng cũng đã xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại thôn Trường Định, xã Hòa Liên. Thông qua các công trình đầy ý nghĩa này, tuổi trẻ đoàn khối mong muốn được đóng góp công sức thiết thực hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang. Tiếng chúng tôi mới thực hiện. Chiều nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị Liên Chiểu đã tiếp công dân định kỳ tháng 9. Từ tháng 2 đến nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị Liên Chiểu đã tiếp 15 lượt công dân khiếu nại ở trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chủ yếu là tranh chấp đất đai, chậm bố trí tái định cư. Trong quá trình giám sát, tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, đại biểu Hội đồng Nhân dân yêu cầu các cơ quan có liên quan giải trình, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, tiếp nhận và chuyển đơn thư vượt thẩm quyền. Tổ đại biểu cũng đã tuyên truyền giải thích vận động công dân chấp hành đúng pháp luật, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần làm hạn chế khiếu nại tố cáo. Chuyển sang phần tin quốc tế. Tiếp tục thông tin về vụ động đất mới tại Mexico xảy ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Tại hiện trường, trận động đất đã phá hủy nhiều tòa nhà tại các khu vực tập trung đông người sinh sống. Theo thông báo mới nhất, số người thiệt mạng trong vụ động đất xảy ra tại miền trung Mexico đã tăng lên gần 150 người. Lực lượng chức năng Mexico cho biết, con số thương vong có thể tiếp tục tăng. Hiện các đội cứu hộ và tình nguyện viên vẫn đang khẩn trương tìm kiếm và giải cứu những người còn mắc kẹt trong các đống đổ nát. Nhà chức trách cảnh báo người dân nên ở ngoài đường. Cùng ngày, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã gửi thông điệp nhằm trấn an người dân sau thảm họa động đất mới nhất này, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp. Mỹ hy vọng có thể tìm được một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên và đang hướng giải quyết vấn đề này thông qua quá trình tham vấn cộng đồng quốc tế. Lời khẳng định này được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mastic đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra tuyên bố sẽ hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng không kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân.
Phát biểu với báo giới trước khi tham dự cuộc hòa đàm với người đồng cấp Romania ở thủ đô Washington, Bộ trưởng Mattis cho biết Mỹ đang giải quyết vấn đề Triều Tiên thông qua quá trình tham vấn với cộng đồng quốc tế và sẽ tiếp tục duy trì lập trường này. Theo Bộ trưởng Mattis, Ngoại trưởng Rex Tillerson đang nỗ lực thúc đẩy các biện pháp ngoại giao và ông hy vọng cách thức này có thể sẽ giúp sớm giải quyết vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Phản ứng trước phát biểu của Tổng thống Mỹ, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã nhấn mạnh đến nỗ lực giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình. Tôi kêu gọi cả Nga và Trung Quốc đưa ra một chính sách chủ động nếu như chúng ta muốn các lệnh trừng phạt kinh tế phát huy hiệu quả, qua đó có thể buộc Triều Tiên thay đổi lập trường. Một lần nữa tôi vẫn kiên quyết phản đối biện pháp quân sự bởi nó sẽ dẫn đến sự hủy diệt trên bán đảo Triều Tiên, điều mà chúng ta cần phải tránh tuyệt đối. Cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng tán thành quan điểm rằng giải pháp duy nhất cho vấn đề Triều Tiên là hòa bình và ngoại giao. Trong khi đó, tại cuộc gặp song phương bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Anh Boris Johnson nhất trí rằng cộng đồng quốc tế cần đoàn kết trong việc gây sức ép đối với Triều Tiên liên quan chương trình hạt nhân tên lửa. Hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong vấn đề này. Trong nỗ lực nhằm thúc đẩy các giải pháp để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria, hôm qua Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Abu Ghraib đã có cuộc gặp với đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phối hợp giữa hai bên trong giai đoạn quan trọng hiện nay nhằm đưa ra được một giải pháp chính trị thích hợp. Cuộc gặp giữa đặc phái viên de Mistura này diễn ra bên lề khóa họp thứ 72 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ. Tại cuộc gặp, Tổng thư ký Abu Ghraib nhấn mạnh giải pháp chính trị cho vấn đề Syria cần phải đáp ứng mong muốn và nguyện vọng của người dân Syria vốn đã phải hứng chịu các hậu quả tàn khốc của cuộc xung đột kéo dài 6 năm qua. Về phần mình, đặc phái viên Liên Hợp Quốc cũng thông báo kết quả của các cuộc tiếp xúc gần đây nhất với các bên tham chiến tại Syria. Các đối tác khu vực và quốc tế cũng như những nỗ lực của cá nhân ông nhằm mở đường cho một vòng đàm phán mới về Syria tại Geneva, Thụy Sĩ. Bên lề phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 72 đang diễn ra tại New York hôm qua, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã có các cuộc gặp riêng rẽ với người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, thảo luận tiến trình hòa bình Trung Đông cũng như việc hòa giải dân tộc Palestine giữa hai phe phái chính trị chủ chốt là Hamas và Fatah. Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Ai Cập, Tổng thống Sisi và người đồng cấp Palestine đã nhất trí tiếp tục nỗ lực nhằm hướng đến giải pháp hai nhà nước. Tổng thống Abbas đánh giá cao những nỗ lực chân thành và hiệu quả của Ai Cập nhằm đạt được sự hòa giải giữa các phe phái khác nhau của Palestine, đồng thời bày tỏ lạc quan về triển vọng thống nhất các thành phần khác nhau của Palestine. Về phần mình, Tổng thống Ai Cập khẳng định Palestine luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Ai Cập và Cairo sẽ tiếp tục các nỗ lực cùng với các phe phái khác nhau của Palestine nhằm chấm dứt tình trạng thù địch giữa bờ Tây và dãy Gaza. Ông cũng kêu gọi người dân Palestine hợp tác với Israel một cách hòa bình. Phần tin quốc tế cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.